Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Vào hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức là ngày mùng 6 âm lịch của tháng Giêng, Đồ Gỗ Yên cũng kính chúc tới toàn thể quý khách hàng đang theo dõi các video clip của chúng tôi. Sức khỏe bình an, vạn sự như ý, khởi đầu năm mới 2021 được thành công tốt đẹp. Trong chuỗi video về độ thờ cúng tâm linh, đặc biệt là về hoành phi câu đối, rồi hôm nay chúng tôi chia sẻ tới quý khách hàng các cái bộ phôi nói về hoành phi câu đối. Đây là các cái tấm phôi gỗ, ván gỗ làm nên bức hoành phi và kết hợp với phần khuôn tranh thì chúng ta tạo thành một bức hoành phi hoàn chỉnh. Các cái tấm phôi làm hoành phi có rất nhiều kích cỡ khác nhau và rất nhiều chiêu trò lừa đảo quý khách trong các cái dịp Tết nguyên đán cũng như các cái dịp cận kề mua hàng sát dịp Tết rất nguy hiểm. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý khách có rất nhiều loại Cùng một tấm ván như này có nhiều kích cỡ khác nhau 1.8cm, 2.5cm, 3 chấm và ván 4.0cm Rất nhiều loại cùng một mẫu mã như nhau thì trên màn hình các bạn đang xem là tôi đang muốn giới thiệu đó là ba tấm hoành phi ba tấm ván đã được đục tay và sau đó thì chúng tôi sẽ phơi nắng phơi khô để cho khi hoàn thiện được sáng đẹp nhất và mịn nhất để khi thiếp vàng không xảy ra một lỗi lầm gì chúng tôi đang dựng để phơi cho nó khô đó là khô phần gỗ sau đó sẽ nong khung và chúng tôi lắp lên dựng lên để bán buôn bán lẻ tới tất cả các cửa hàng đồ gỗ nội thất trên toàn quốc cũng như quý khách hàng mua về dùng được các cái bộ sản phẩm ưng ý nhất và mẫu hành phi các bạn đang xem đây đó là mẫu hành phi lồng cuốn thư và được chạm ba chữ Hán Nôm đó là Đức Lưu Quang. Và tôi cũng giải thích luôn là chữ Hán Nôm theo như nghĩa của chữ Nho, đó là đọc từ bên phải sang. Khác với chữ quốc ngữ của chúng ta là đọc từ bên trái sang và chữ thư pháp. Thì chữ Hán Nôm lại đọc ngược lại và câu đối thì chúng ta hay đọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái đối với nhau. Và bộ ba chữ Đức Lưu Quang này được sử dụng tới 99% trên thị trường đồ gỗ. Khi quý khách có xem được các cái video clip của chúng tôi, quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Và khi quý khách mua hàng của các cơ sở khác, quý khách có quyền được kiểm tra mộc, kiểm tra được các cái độ dày của các cái tấm ván này. Video này chúng tôi đã bóc tách riêng phần ván và phần khuôn để cho quý khách dễ hình dung hơn. Đây là các cái phần ván bên trong. Thường chúng tôi làm cho khách dùng, đó là dày 3 phân. Và mẫu này là mẫu bán chạy nhất năm 2020 và sang năm 2021 chúng tôi sản xuất với số lượng lớn hơn nữa gấp 10 lần để đáp ứng tới nhu cầu thị trường ngày càng cao và tới những khách hàng kỹ tính và khó tính nhất trên thị trường. Điều đầu tiên đó là đáp ứng về độ dày, chưa nói đến mẫu mã. Và đây là bức hoành phi lồng cuốn thư, phía bên trong chạm ba chữ Đức Lưu Quang và cạnh các cái bút kiếm đó có các cái cành hoa mai bút kiếm thì bút tượng trưng cho sức mạnh của các cái nhà nho và kiếm tượng trưng cho sức mạnh của bên uh, quan võ và xung quanh phần ván có các cái chữ công chạy xung quanh trông rất là đẹp tôi quay vào một buổi trời nắng để cho quý vị có thể biết được chúng tôi đang dựng rất nhiều các tấm ván như này để phơi khô sau đó sẽ nong khung khuôn tranh vào sau được kết kết tạo vừa hai phần và phía sau bức hoành phi thì thường có ba cái thang én tôi sẽ ghim các video ở phía cuối để cho quý vị có thể tiện theo dõi hơn quý khách nhớ đăng ký kênh để có thể xem thêm được các video mới nhất